Ở vòng thi này, đội thực khách sẽ nói một câu thông điệp có chứa một nguyên liệu nấu ăn. Đội nhân viên quán ăn phải tìm ra nguyên liệu được đề cập trong thông điệp của đội thực khách. Kết thúc hai lượt chơi, đội nào lấy được nhiều nguyên liệu đúng với yêu cầu của thực khách hơn sẽ giành được một điểm của vòng gọi món. Các bạn sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng. Bắt đầu. Rất thích ăn hạt ốc chó. Nói chậm lại, nói chậm lại. Đâu có ngu. Đâu có ngu. Hả? Đâu có ngu. Hả? Ủa đâu có ngu à? Ủa cái gì vậy? Rất thích ăn hạt ốc chó. Đúng rồi. Quả ốc chó. Quả ốc chó. Đó. Quả ốc chó. Ốc chó. Nãy em ăn snack. Mà snack này á có tên là snack tôm vị muối ớt xanh. Đúng rồi. Ông ấy bây giờ mà thỏa thuận được không? Bây giờ Nam Mỹ nè, nói đúng cái chỗ đó thôi chứ đừng có nói dài, không có biết. Để tôi. Dạ, 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 dạ. Sắp hết giờ rồi, nhanh lên. Snack tôm vị muối ớt xanh. Bò biết steak. Bò biết steak. Bò biết steak. Bò. Bò. Bò biết steak. Chị kiếm bò hết cho em. Ok, tiếp tục. Mình rất thích uống sinh tố, cho nên thích ăn bơ thực vật. Bơ. 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 Hả? Bơ. 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 Nó không nghe được từ thực vật đâu. Coi chẳng lẽ lấy chai bơ. 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 Rồi bơ, đúng rồi. Bơ. Bơ. Ống bơ hả? Bơ. 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 Trái bơ. Bơ đi. Trái bơ. Nói chung là em thích ăn cay á. Ốc sừng đỏ biết không? Ừ. Mất. 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 Yeah. Mất hay mất? À. Mất gì? Mất. 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 Hôm nay trời trong mây trắng, em muốn ăn cá hoàng đế. Hôm nay trời trong thế này sao? Hôm nay trời trong mây trắng, em muốn ăn cá hoàng đế. Hôm nay trời trong mây trắng. Hôm nay trời trong. Khế, khế, khế. Khế. Quả khế. Quả khế. Con dế à? Dế. Quả cái luôn. Để lên. Quả khế. Quả. Mười. Quả khế. Quả. Quả khế. Quả khế. Quả khế. Quả khế. Quả khế. Trái khế. Hai. Một. Hết giờ. Đội này là có vẻ là rất là mỗi lần hiểu ý nhau mà giỏi và thông minh ấy, em cảm thấy thế là nể nam đến luôn, nghĩa là nhìn vào ánh mắt là tự động thích lấy gì lấy luôn. Nói gì là nghe cái đó hết. Ừ, đặc biệt là em, anh rất là thích em. Sao anh? Em là lý do bình thường rất là gọi là baby nha, và lâu lâu tiện mọc lên lấy hết heo đi. Có một heo là lấy hết. Đáp án đầu tiên, tôi rất thích ăn thịt hạt ốc chó. À, có hạt đó, ốc chó. Chúc mừng các bạn. Mình rất thích uống sinh tố nên mình thích ăn bơ thực vật. Hồi nãy nói bơ là đúng rồi. Nè. Bơ thực vật. Bơ kìa. Hồi nãy nói bơ đúng rồi, đi tìm trái bơ, có lấy trái bơ. Em kiếm trái bơ mà không có. Và đây là câu cuối cùng, xem coi các bạn có đúng hay không nha. Hôm nay trời trong mây trắng, em rất thích ăn cá hoàng đế. Thì Dương Thanh Vàng nghe được là quả khế. Em đi tìm quả khế. Dạ. Vâng, xin giới thiệu các bạn. Xin chích các bạn hãy chứng nhận giùm tôi đây, phải quả khế không? Tại sao vậy em? Anh biết gì không? Truyền thuyết quả khế là hồi đó nó nhỏ, bây giờ ngày càng lớn, nó to như thế này. Em nói đi anh ra. Quả này gọi là quả gì? Quả khế. Em không nên. Quả khế. Cái quả khế, thường thường anh thấy quả khế người ta ăn không có cần gọt vỏ. Bây giờ em thử ca cặp. Em nói này quả khế, em cặp thử. Đúng rồi. Cái này là vỏ, anh thấy quả khế nó màu vàng, nó không có này màu xanh. Để màu vàng. Cái này màu xanh, chỉ có mắt anh nghĩ sao mà màu vàng được vậy. Màu xanh để về nhà em vú cho nó chín rồi mà em đem lên cho mọi người. Phát ta xin được công bố, không bao giờ được tin cho đàn bà. Và bây giờ đội của chúng ta đã ghi được một đáp án đúng, xin chúc mừng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với lượt thi của đội Măm Măm. Tôi sẽ trả thù. Bắt đầu. Em thích ăn su su. Em thấy rồi. Su su. Su su. Cái gì? Su su cái gì đó? Su su đúng rồi đó. Su su. Su. Su su. Su su. Em đói bụng nên thích ăn mì chính. Mì chính. Gì? Mì chính là bột ngọt á. Bột ngọt. Bột ngọt. Yeah, yeah. Bột ngọt. Đúng rồi. Đúng rồi. Gì? Bột ngọt.
bột ngọt. Bột nổi. Bột nổi đây. Ê, mì trứng. Mì trứng. Gói mì mà lại mì trứng nữa nha, phải mì to luôn nha. Tôi thích ăn lạp xưởng. Hả? Tôi thích ăn lạp xưởng. Lạp xưởng. Yeah. Tôi chưa nói luôn mà nghe luôn hay ghê. Yeah. Lạp xưởng. Là cái gì nào? Lạp xưởng. Nẹt xương. Đó. Ôi cái gì mà vừa có nẹt mà có xương nữa. Không phải xương. Cái gì? Xưởng. Lạp xưởng ấy. Xương. Lạp xưởng. Hôm nay tôi rất thích ăn món snack up. Lạp xưởng này chỗ nào vậy? Tôi rất thích ăn món snack bắp. Không có lạp xưởng đâu. Ê, snack bắp. Thịt bắp. Không có thấy lạp xưởng. Snack bắp. Nói chậm chậm nè. Không có lạp xưởng. Đừng có màu đỏ vô lạp xưởng đây luôn. Nhớ lạp xưởng. Giờ tức quá không thấy lạp xưởng. Nhìn ra chưa? Xì đáy bắp. Nó nói về đó. Là cái gì? Xì đáy bắp. Xà lắp. Em là y chang là xì đáy bắp. Cái gì? Xì đáy bắp. Chị không biết cái gì luôn. Do một lần nhiều lần rồi. Cái gì? Vâng, vừa rồi là một dòng chơi quá kinh khủng đó với Phát Hoa. Tôi ngủ 3 giấc mà Nhung Romeo vẫn không chịu nói. Thật sự là em là lúc đấy em cảm thấy là em chọn sai đội luôn đó. Em không hận dễ sợ bởi vì tại sao em bằng tàn luôn hả? Không, bây giờ em thấy mình không sai. Cái gì sai đội hả? Lúc đấy thôi, một chút thôi. Một chút gì? Tại sao? Bây giờ nói tại sao? Tại em thấy lâu. Em à, cảm giác của em vô cùng bình thường bởi vì có rất nhiều người chơi đến với chương trình này và muốn lập một mình họ thành một đội riêng luôn. Họ không muốn chơi với đội. Rồi, về nôn. Mắt công bố quá nè. Bây giờ nè, sự nói trước khi công bố tôi phải nói cái để... Để đó. Tôi là một con người rất là... Chân thật và đúng. Đội tôi là một đội chơi rất là fair play. Đây không phải là trò chơi vườn trẻ thiếu nhi. Mọi người lần lượt nói. Đầu tiên Dương Thanh Vàng đầu nhanh. Đầu tiên nè, em nói cho mình nghe. Từ từ, đầu tiên Dương nói đầu tiên cho mình nói cho mình nghe nè. Bạn này không phải team của mình. Bạn đi ra đi, bạn nghĩ sao vậy? Rồi. Nghĩ sao vậy trời? Xong. Tiếp theo Dương Thanh Vàng nói nhanh. Tôi cảm thấy ân hận lắm. Mời tôi tới là hai đội. Bây giờ đội khách thì không chứa chấp, đội nhà thì xua đuổi. Thật sự là tôi chơi với một tinh thần rất là công bằng. Tôi lấy ơn để tôi trả quán. Hết viên nói. Tiếp theo Phạm Hy. Không vui. Không vui gì đâu. Hết nổi. Thưa quý vị, chỉ có ở chương trình mình đang chơi nhé, chúng ta mới có thể có một sức hút mạnh đến như vậy. Tất cả người chơi gọi là chia ve lẫn nhau, tấn công lẫn nhau và bây giờ là không chơi với nhau nữa. Quý vị hãy cùng đón xem đang chưa nhé, để xem thêm những màn đấu chửi lộn nhau như thế này nữa nhé. Thật qua hôm nay thằng tí không có chửi được. Và bây giờ chúng ta hãy cùng công bố kết quả. Đầu tiên đó chính là tôi rất thích ăn món xì nách bắp. Có xì nách bắp, chúc mừng các bạn. Quá đơn giản thấy không? Tiếp theo em thích ăn su su. Yeah, đó, chúc mừng các bạn. Su su. Vỗ tay cái nào. Trái dằn. Ok, tiếp theo. Em đói bụng nên em thích ăn mì chính. Cái này nãy em nghe ra nè. Mì chính. Ok. Đúng không? Mì chính. Bột ngọt nó truyền qua thành mì trứng. Mì chính là chính xác. Tôi nghe cái gì còn kêu lấy hai bịch. Mà tôi nhìn có một bịch. Ở đâu kiếm hai? Nghe nói đi, em nói mì trứng xong rồi. Tên em mà Nhung. Hai cả luôn. Một người tên em luôn.
Câu cuối cùng, tôi thích ăn lạp xưởng. Có lạp xưởng. Thiệt, tôi tức lắm. Có lạp xưởng. Cái câu này tôi nhìn được. Tôi nghe lạp xưởng mà tôi tìm hoài không lạp xưởng, thế chứ màu đỏ đỏ giống lạp xưởng được không? Và xin chúc mừng đội Măm Măm của chúng ta đã ghi được 2 đáp án đúng. Chúc mừng các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và sau khi kết thúc vòng 2 thì phần thắng nghiêng về đội Măm Măm. Và đội Măm Măm của chúng ta ghi được 2 điểm, đội Nhanh Nhanh chúng ta 0 điểm.